Xin chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S-Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng xem trong ngày hôm nay 31 tháng 3 sẽ có những tin tức gì nổi bật và không thể bỏ qua có trong ngày nhé. Tin tức đầu tiên có trong ngày hôm nay. Vào sáng ngày hôm nay 31 tháng 3, gia đình, người thân và bạn bè của cố diễn viên Mai Phương đã cùng có mặt tại nhà tang lễ để tiễn đưa cô đi chặng đường cuối cùng sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác này. Và do ảnh hưởng của dịch bệnh nên tang lễ của nữ diễn viên trong sáng ngày hôm nay đã vô cùng vắng lặng và yên tĩnh. Minh Luân vừa từ xa về cũng vội vàng vào nhìn mặt người đàn em lần cuối. Và chứng kiến đám tang của Mai Phương thì anh không khỏi xót xa và thương cảm cho cô. Những ngày vừa qua thì Ốc Thanh Vân, Trịnh Kim Chi, Trương Bảo Như v.v. đã cùng túc trực bên linh cữu và gia đình để lo lắng hậu sự cho Mai Phương. Và trước đó thì vào đêm viếng cuối của Mai Phương thì đã có rất nhiều bạn bè đồng nghiệp đã xuất hiện để thắp hương cho cô và hy vọng Mai Phương sẽ thực sự được an nghỉ. Lễ truy điệu của Mai Phương được diễn ra theo nghi thức của đạo Tin Lành. Theo nguyện vọng trước khi qua đời của cô, Mai Phương sẽ được an táng theo nghi lễ của đạo và bỏ qua nghi thức thờ cúng, thắp nhang, cầu siêu và bái lạy. Tang lễ của nữ diễn viên được tổ chức tại nhà tang lễ tại một bệnh viện ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh và sau tang lễ thì linh cữu của cố diễn viên sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Bé La Vi là con gái của cố diễn viên Mai Phương thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi, người luôn hỗ trợ và sát cánh bên Mai Phương từ những ngày đầu cho đến ngày cô qua đời đã tiết lộ rằng trước khi mất thì Mai Phương đã ủy quyền nuôi con gái cho ông bà ngoại, còn anh chị em nghệ sĩ chúng tôi thì đang nhờ luật sư để lập quỹ ủng hộ cho bé đến năm bé 18 tuổi sẽ sử dụng. Tin tức thứ hai, mới đây thì những hình ảnh và video ghi lại cảnh tượng người dân ở huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La đã ùn ùn mang theo can lớn đi mua xăng để dự trữ trong lúc cao điểm dịch bệnh đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Và được biết thì ban đầu, tại huyện biên giới Sốp Cộp, tỉnh Sơn La thì tình trạng chen lấn xô đẩy đi mua xăng chỉ diễn ra ở các cây xăng tư nhân. Tuy nhiên thì đến trưa và đầu giờ chiều ngày hôm qua 30 tháng 3, khi mà các cây xăng tư nhân bán hết sạch lượng hàng tích trữ thì dòng người lại đổ xô về những cây xăng dầu số 220 là cây xăng thuộc chi nhánh xăng dầu tỉnh Sơn La để mua xăng. Rất nhiều người đã không đeo khẩu trang và việc này thì có thể là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh rất cao và việc dự trữ xăng trong nhà cũng là một mối nguy hiểm và có thể gây ra cháy nổ bất cứ khi nào. Theo như ông Hoàng Đông Dậu là giám đốc công ty xăng dầu Petronimex chi nhánh tỉnh Sơn La đã cho biết thì nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là khi xăng dầu xuống giá, các cây xăng thuộc các thành phần kinh tế khác đã tranh thủ bán nốt lượng hàng tích trữ còn lại để chống lỗ và khi thấy các cửa hàng tư nhân trên địa bàn đồng loạt hết hàng thì cộng với việc là nghe nói là các cửa hàng kinh doanh dịch vụ trong 1 đến 2 ngày tới sẽ phải đóng cửa để phòng dịch bệnh nên người dân đã đổ xô đi mua xăng về để tích trữ. Và cho tới sáng ngày hôm nay 31 tháng 3, chính quyền địa phương đã tuyên truyền với người dân rằng hiện tại thì đang là mùa khô hanh và việc tích trữ xăng dầu trong nhà là rất nguy hiểm, dễ dẫn đến cháy nổ và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Và đồng thời sẽ phối hợp với công an để giải tán đám đông nếu như người dân còn tiếp tục kéo đến để mua xăng dự trữ. Theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc phòng chống dịch bệnh đã ban hành vào sáng ngày hôm nay 31 tháng 3, thì Việt Nam sẽ tiến hành cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày sắp tới, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 4. Và cụ thể là cách ly toàn xã hội sẽ được thực hiện theo nguyên tắc là gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện và tỉnh cách ly với tỉnh. Các phân xưởng, nhà máy, sản xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang và thực hiện khử trùng và diệt khuẩn theo đúng quy định. Theo như ông Mai Tiến Dũng là Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã giải thích, thì với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, người đứng đầu các đơn vị sẽ căn cứ vào các diễn biến của tình hình dịch bệnh để tự quyết định việc có tiếp tục cho người lao động đi làm hay không và sẽ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp của chính phủ được đề ra. Tuy nhiên thì chính phủ cũng khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin để người lao động có thể làm việc tại nhà. Và ông cho biết đây chưa phải là quyết định phong tỏa mà là khuyến cáo và yêu cầu chính phủ. Nếu như dịch bệnh bùng phát trên diện rộng thì chính phủ sẽ phải có những biện pháp nghiêm ngặt hơn. Lãnh đạo chính phủ cũng đã yêu cầu mọi người nên ở trong nhà và chỉ ra ngoài trong trường hợp cần thiết nhất, ví dụ như là mua lương thực, thực phẩm, thuốc men và cấp cứu, hoặc là làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, những nơi mà không bị đóng cửa và dừng hoạt động, và các trường hợp khẩn cấp khác. Mọi người dân thì phải thực hiện nghiêm ngặt việc giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét khi giao tiếp, không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học và bệnh viện tại nơi công cộng. Thủ tướng cũng yêu cầu là toàn dân nên tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện và thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và tham gia các hoạt động phòng và chống dịch của cơ quan chức năng và cộng đồng. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế định kỳ công bố 2 lần một ngày kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương và bảo đảm chính xác và đồng thời sẽ chỉ đạo các bệnh viện để thực hiện quy trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo và kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh nhân, người nhà và người chăm sóc bệnh nhân. Mỗi một bệnh nhân sẽ chỉ được một người chăm sóc và dừng việc thăm bệnh tại các cơ sở y tế.
Sau chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thì các siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tăng lượng dự trữ gấp đôi và đảm bảo đủ nhu cầu hàng hóa và mở liên tục trong 15 ngày cách ly toàn xã hội này. Tại thành phố Hà Nội thì đại diện Sở Công Thương Hà Nội đã cho biết lượng hàng hóa tại các kho hàng tại các doanh nghiệp được đảm bảo để cung cấp cho thị trường Hà Nội trong vòng 60 cho đến 90 ngày sắp tới hiện tại đã lên đến 174.000 tỷ đồng và đang tiếp tục tăng lên. Tin tức thứ tư có trong ngày hôm nay. Mới đây thì hot girl TikTok Trần Thanh Tâm vừa mới chia sẻ trên trang cá nhân của mình một đoạn trailer về dự án sắp hợp tác của cô cùng với các streamer đình đám ví dụ như Virus, AS Mobile và Gao Bạc. Theo như trong clip thì Thanh Tâm sẽ hóa thân thành mỹ nương công chúa và cùng với vua cha tổ chức thi tuyển phó mã. Ba nhân vật ứng tuyển là Sơn Tinh, AS Mobile, Thủy Tinh là Gao Bạc và chàng game thủ nghèo Virus. Một trong ba chàng trai này, ai sẽ là người có sức mạnh, dũng cảm và thông minh nhất sẽ là người chiến thắng và được nối ngôi nhà vua. Ngay khi vừa được đăng tải thì đoạn trailer này đã nhanh chóng nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và bên cạnh việc quan tâm tới sự kết hợp của các gương mặt đình đám trong giới trẻ thì cư dân mạng còn đặc biệt chú ý tới nhan sắc của hot girl trứng rán cần mỡ, bởi trước đó thì cô nàng đã khiến cho nhiều người ngỡ ngàng trước khuôn mặt tròn, hai mắt nhỏ và khác xa với khuôn mặt V-Lai và đôi mắt to tròn trong các clip thả thính của cô nàng trên TikTok. Đoạn trailer MV thì Thanh Tâm mới đăng tải, cư dân mạng cũng đã tiếp tục để ý xem khuôn mặt chuẩn của hot girl TikTok nổi tiếng xinh đẹp ra sao. Và ngoài những lời khen ngợi là hot girl trứng rán cần mỡ trông dễ thương thì cũng có một số người đã để lại những bình luận nhằm cà khịa cô nàng sau scandal trước đó. Kể từ thời điểm dịch bệnh bắt đầu bùng phát ở Việt Nam thì cho tới thời điểm hiện tại, Vũ Khắc Tiệp đã trải qua 3 lần cách ly và tới đây thì sẽ sắp sửa là lần cách ly thứ 4 của anh. Và cụ thể là sau khi Vũ Khắc Tiệp trở về từ Milan, Ý vào hôm 24 tháng 2 vừa qua thì do thời điểm này chưa có lệnh cách ly nghiêm ngặt nên là anh đã tự cách ly tại nhà trong 14 ngày. Sau đó thì anh bị bế đi cách ly tập trung vì phát hiện ra bệnh nhân số 17 tại Hà Nội cũng từng đến Ý. Và tại đây thì Vũ Khắc Tiệp đã gây ra vài sóng gió khi mà chê không khí sống quá ngột ngạt. Tuy nhiên thì sau đó anh đã xin lỗi và chịu khó cách ly thêm 14 ngày theo đúng quy định. Những tưởng là sau thời gian này thì Vũ Khắc Tiệp sẽ được tự do thì bất ngờ khu chung cư của anh ở khu Thảo Điền thuộc quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà anh sinh sống đã bị phong tỏa vì có cư dân ở đây tiếp xúc gần với bệnh nhân số 91 dương tính với Covid-19. Tính đến nay thì chung cư của Vũ Khắc Tiệp đã được phong tỏa 9 ngày rồi và chỉ còn 5 ngày nữa thì sẽ gỡ lệnh thì chính phủ lại tiếp tục chỉ thị toàn xã hội cách ly. Như vậy là Vũ Khắc Tiệp sẽ có tổng thời gian cách ly lên đến 57 ngày, tức là gần 2 tháng. Mặc dù đây là một câu chuyện buồn của riêng ông bầu nhưng mà lại khiến cư dân mạng không nhịn nổi cười vì quá bi hài. Và thậm chí thì cư dân mạng còn phong cho Vũ Khắc Tiệp là chàng trai vàng của làng cách ly và nói đùa rằng có lẽ là anh sẽ nhận được chứng chỉ gương mẫu vì mất đến 2 tháng để cách ly chống dịch. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại rất nhiều những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay, gặp nhau cuối ngày 31 tháng 3. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào, chúc các bạn ngủ ngon. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối ngày mai nhé.